Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Sau khoảng 3-4 ngày thì công trình của nhà bà cụ đã xong rồi các bạn ạ. Vượt hơn 100 cây số để đến đây thăm lại nhà bà cụ, quay lại cho tất cả các bạn cùng xem này. Đó. Phía bên này thì nhà anh Thiên thì đã thấy có vật liệu rồi các bạn ạ. Thì nữa mình sang đấy quay cho tất cả các bạn biết. Cháu con chào bà. Con chào bà nhá. Vâng. Hai bà này. Chào bà nhá. Bà chào. Bà đi. Dạ. Xem phim ở trên này thấy cháu đi quay đấy. Thế á? Ừ. Thấy cháu trong tivi à? TV đấy. À thế à. Có khác ở ngoài không? Cũng như thế. Cũng như thế thì gì? Là được ăn cả cái cá gì? Cá nhảy á? Ôi. Ôi nhà bà cụ đẹp thế. Đây các bạn ạ, nhà bà cụ nhìn từ bên ngoài vào này. Đó. Khung nhôm cửa kính nha, lan can inox, xung quanh là quây tôn. Phía bên dưới nhìn lên thì đã rất là hoành tráng rồi. Bên này các anh có bắn cho một cái tay nắm để lên cầu thang. Xong hết rồi à bà? Xong rồi. Xong hết chưa? Xong hết chưa? Xong hết chưa là bà ấy xong cha. Xong rồi hết rồi gì? Ở bây giờ không sợ gió nữa nhỉ? Có gió nữa không? Bà này không biết nói tiếng Kinh Thảo đâu. À, có mà, cũng biết nghe đấy, lớ. Nhưng mà ua tí thôi nhỉ. Nhà kín rồi, đẹp rồi. Vui không bà? Có vui không? Nhà mới có vui không? Có à. Được ở nhà mới này cháu. Vâng, cảm ơn cháu à. Vâng, cảm ơn chú Hoàng ấy. Cái món quà này là chú Hoàng ở bên Canada. Ăn cơm á, cơm cháu không ăn được đâu, cháu ở xa lắm, nhà cháu ở xa ấy, nên là đi lại để tranh thủ thôi. Vâng, bà về chúc. Vâng. Sao mà hôm nọ cháu đi người Mông sao mà xa như vậy đây? Vâng, đấy. Thế mới biết được tỉnh Yên Bái mình có những cái chỗ nó xa xôi đến như thế đúng không? Bà ở ngoài đời đây, bà thấy cháu đang đi vượt đi nẻo, có một ông là đi trước cháu, đi lên cái đỉnh núi bản Cống Rua, một cái đấy. Bản làng khó khăn gọi là xa xôi nhất của tỉnh mình đấy. Sợ không? Mình đã cao rồi, họ còn cao hơn mình gấp trăm lần đúng không bà? Vâng. Đấy là còn nhiều chỗ nữa đấy, không phải riêng chỗ đấy đâu. Đây này, của nhà bà bên kia này vẫn đâu? Còn chân núi bên kia cái gì? Ừ, tận bên kia đúng không? Ừ. Ăn thua gì so với ở đấy. Ăn thua gì thật rồi. Vâng. Đây là bà, các bà này đều là dân tộc dao quần trắng hết các bạn ạ. Dao quần trắng hết. Ừ. Cho con lên nhà tí, thăm trên nhà tí. Ừ. Vâng. Nhưng mà chồng ngã nó sắp đổ rồi. Kiểu nó sắp gãy rồi, chắc phải đổ. Cái này nó sắp gãy. Nó mất cái rát dưới. Vâng. Ây da. Lên cả nhà của bà bây giờ nó rất là kín rồi. Đẹp rồi. Đây. Cửa sổ đây các bạn nhé. Nào thử xem nào. Kín mít luôn. Đẹp nha. Đấy. Trong này cứng cáp lắm các bạn ạ, cái vách này rất là cứng luôn. Lần sau mình kinh nghiệm là đi làm những cái nhà vùng cao, mình mua cái tôn này thôi, chứ không mua cái tôn kiểu cái tôn vách kia, nó rất là mỏng mà nó ẻo lả luôn. Đẹp nhờ. Cái này nếu mà làm được cái lan can này từ đây sang bên này, xong để cho nó làm rộng hết á. Rộng hết thì ngủ nó sẽ sáng lắm à. Nó sáng quá, làm thế này là đẹp rồi. Đấy, cửa kính đàng hoàng, mở ra cu, mở ra chú xem nào. Đấy, bà làm ấm nước chè ra đây xong là ngồi vắt chân chiếu ngủ hút thuốc lào ở đây. Thì đúng kiểu không? View tầm nhìn ra đường ấy. Đấy, thấy chưa? Dưới này là những cái cây rất là xanh mát, rồi có con trâu. Đằng bên dưới nữa thì đường đi, bên dưới nữa thì đồng lúa. Đấy.
ngồi ở đây vắt chân chiếu ngũ lên. Ui các anh làm chắc lắm các bạn ạ. Cái này là hoàn toàn bằng inox nữa. Inox không gì này. Quay trong tối là đâm ra nó hơi bị tối sáng nhỉ. Rất là đẹp luôn. Nói chung là hình thức đẹp đấy. Nhôm này xem nào. Nhôm này các anh cũng làm bằng cái nhôm tốt đấy. Zico. Khung nhôm cửa kính bạn lề màu trắng. Cái này có thể mở hết cho các bạn ạ. Đây này, mở một lớp nữa đây. Đấy. Thấy chưa? Chưa mở cả hai bên được nhé. Mở cả bên này được thoải mái luôn. Hai chốt, chốt trên chốt dưới. Đấy. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Cửa chính đây. Cửa chính xem nào, vào cho con xem, vào nhà để con xem cho các bạn xem cái cửa tí. Đây. Cửa này là cửa bán tôn như vách. Đóng vào nhá, xem an toàn không nhá. Ra. Chốt. À mắc cái khóa ngoài à? Và khóa vào rồi. Mắc cái khóa ngoài rồi. Đấy. Kín mít luôn các bạn ạ. Thấy chưa? Đẹp chưa? Rất đẹp cho bà ké. Rất đẹp cho bà ké. Bà ké thấy đẹp không? Đẹp đấy. Có à? Cười. Nhưng mà trời mưa gió báo ra thì chả sợ. Không mấy sợ nữa. Thôi hơi nọ nhá. Cháu hơi nọ nhá. Tung kín cái này á. Nó gió tung tung hết tung vào hết nhà này đúng không? Hai gian này là ướt hết. Không thế có à? Cái không có chỗ mà cho bà kế nằm ngủ. Không được yên ổn cho bà kế. Mát phết nhỉ. May là cái mái cọ bắn tôn nhưng mà mái cọ thì nó vẫn là rất là mát. Mát nhờ. Này mùa đông thì ấm. Ấm rồi. Tại vì là đóng hết và là kín đấy. Vâng. Kín mít mà mùa hè thì bỏ ra hẳn một khoảng này là rất là rộng nên là là mát mẻ thoải mái. Mọi người là tha hồ mà ở không sợ gió gì, không sợ gió sương cái gì mà bắn vào này. Bà ở một mình bà dọn cho nó gọn một tí. Nhà sàn thì nó sạch, nó không ẩm thấp như nhà đất, nhưng mà mình cố gắng mình gấp gọn đồ các thứ quần áo một tí. Bà nhá. Này ứ, dọn chủ tất cả này, dọn chủ đây à sang lòng thì lòng là à sang lòng thì tích quên. Cái nào quần áo mà mặc đến mặc được thì mặc, không mặc được thì vứt đi, đừng có bỏ đúng rồi. Đây các cái chi tiết mối hàn của các anh này cũng đều sơn chống rỉ hết các bạn. Đấy. Đây. Phía bên này thì các anh ấy khoan dâu vào. Khoan dâu vào sát tường. Đấy. Nói chung là hình thức làm thì ở đó là cũng rất là chắc chắn, yên tâm các bạn ạ. Đấy. Nói chung là chắc chắn lắm. Cái chú kia không ở đây nhỉ? Cái chú làm thợ kia cháu vẫn còn nợ một nửa tiền mà chưa thấy lên đây nhỉ? Chưa thấy lên hay là bảo ai gọi lên đây được không? Đây thì mà có tôi gọi thì chắc chú Thiên mới có số điện thoại thôi mà. Thế à? Đây là không có. Vâng để cháu gọi cho Thiên xem nào. Ngân phá nào. Tay nắm lan can thì các anh ý làm cho bà một cái để tay vịn. Đấy, về cái cơ bản là nhà bà cụ là xong hết rồi các bạn nhé. Bây giờ chỉ chờ là giả tiền nốt tiền 6 triệu tiền hôm trước mình còn đang nợ thợ nên là hết rồi. Chắc chắn, đẹp, công nhận. Cái nhà sàn mà nó có vách có viếc và cái nhìn nó ra nhà ngay. Nó không lụp sụp như hôm trước nữa. Ok, vậy là cái công trình này các bạn đã nắm bắt được là bà cụ đã có nhà, yên tâm rồi bà nhé.
thôi. Yên tâm thật rồi. Thôi bây giờ cháu sang nhà anh Thiên tí. Anh Thiên có nhà không nhỉ bà nhỉ? Không, cô cháu và cả mẹ cháu không biết đi đâu. À cháu có số điện thoại của nó. Có, để cháu điện cái xem như nào. Cháu sang bên này tí đã nhé. Vâng. Mình vừa điện cho anh Thiên thì anh bảo là hôm nay phải hai vợ chồng phải đi Yên Bái để lấy chứng minh thư các bạn ạ. Tại vì là chứng minh thư hình như là hết hạn thì phải hai vợ chồng đi làm. Thế là hôm nay mình lại không gặp được anh ấy rồi. Anh chị đang ở tạm cái nhà này đấy. Như các bạn biết rồi đấy. Đang ở tạm cái nhà này. Bây giờ xuống xem nhà xem là vật liệu vật liếc như nào rồi. Hôm nãy điện cho cháu của anh Thiên ấy thì bảo là đã bắt đầu chở vật liệu rồi đấy. Hai vợ chồng ba đứa con, à đâu bốn đứa con ở trong lều tạm này. Không mưa thì chắc không sao, nhưng mưa thì chắc nó hất vào đấy. Đây, vật liệu của nhà anh ấy đã chuyển về sẵn sàng rồi các bạn ạ. Bên này là xi măng, kia là gạch ba vanh, còn phía bên dưới là cát. Được cái là anh chị nhà ngay gần đường, làm gì cũng tiện. Đấy mình tiện mình hỏi chỗ thằng Sơn ấy thì nó có nói là cái gạch này là 1.700 một viên. Ui, gạch này có vẻ chắc đấy. 1.700 một viên thì nó rẻ hơn làng Tống 50 đồng. Đấy, rẻ hơn 50 đồng đấy. Làng Tống là 2.200. Mà cái khu vực mình làm cho bản Á Chư ấy, cho nhà em rủ ấy thì là 2.200, nhưng ở đây là 1.700 thì đã rẻ hơn 50 đồng rồi. Còn cái cát này thì nghe nó nói là 170.000 một khối thì cũng rẻ hơn hàng hơn 100.000 một khối cát kia. So với khu nhà em rủ Si thì 11.05 thì cũng rẻ hơn. Nói chung rẻ hơn rất mỗi thứ một ít so với mình làm ở cái khu làng Tống ấy. Rẻ hơn khá là nhiều đấy. Thế nên là tiền vật liệu có vẻ là cũng đỡ hơn. Tiền công thì như nhau nhưng tiền vật liệu đỡ hơn rất là nhiều. Tiếc quá hôm nay thì không gặp được anh Thiên. Đây, thằng này thằng con của anh đi đây. Này, thằng thứ hai đây. Tên là gì nhỉ, cu nhỉ? Cháu tên là gì? Hoàn á? Quân. Quân á? À, Quân à? Còn thằng này là thằng thứ ba đúng không? Này, tên gì? Thêm. Chị cả thì ở bên kia. Còn Út là đâu? Út được đứa nào? Út ở bên kia à? Về cái nhà của anh Thiên này thì là đúng lịch là ngày 19, dương lịch là đào móng vào ngày 21. Là bắt đầu xây. Thì đúng vào cái khoảng thời đấy là thời điểm đấy thì cả nhà mình lại có một chuyến đi chơi ở dưới miền xuôi. Thế nên là vào 2 ngày bắt đầu khởi công thì mình lại không quay được. Chắc là sau ngày 21 thì mình về lại tiếp tục bắt đầu quay cho các bạn biết. Tại vì cái thời gian xây nhà nó cũng kéo dài mà, không phải là ngày 1, ngày 2. Nên là mình cũng báo với gia đình rồi và cứ tiến hành xây bình thường, tiến hành đào móng bình thường thôi. Khi mà sau 1-2 ngày thì em khác về đây, em sẽ cùng các anh để làm ngôi nhà. Cái gì cần tư vấn, cái gì rút bỏ, cái gì thêm nếm thì lúc đấy mình sẽ về trực tiếp để quay. Đây là cát chát, cát sông Hồng đấy. Cát này đẹp đấy, cát đẹp đấy. Cắt xây thì chắc là đổ bên cạnh này. Nói chung là mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Đấy, trong cái thời gian tới này thì kênh mình phải nói là guồng hết sức đấy. Rất là nhiều công trình quan trọng nhưng nó lại nằm cách xa nhau về vị trí địa lý. Rất là xa luôn. Ở bên trong làng Tống thì có nhà chị Cha, nhà A Thò đang làm. Ở ngoài này thì có nhà bà cụ thì vừa xong, nhà anh Thiên thì lại chuẩn bị làm. Đấy thì là đã là 4 rồi.
Tiếp tục sau đó là nhà của em gái A Chư, nhà vàng A Sinh lại chuẩn bị. Và đến công trình của cống Rua. Ui, nói chung là cũng khá các cái công trình mình hiện tại đang làm đấy, đang vận hành đấy. Rồi lại còn mua đồ cho rủa riếc nữa, mua một trâu bò ấy, rất là nhiều luôn. Nên trong thời gian tới này là mình rất là vất vả đấy. Hôm nay không được gặp từ anh Thiên chủ nhà, hỏi kỹ một chút về cái vật liệu nhưng mà không thấy ở nhà. Đây lúc nãy mình vừa mới gọi anh mà thực hiện cái công trình mái tôn của nhà bà cụ về đây rồi bạn ạ. Hôm trước em đưa cho anh bao nhiêu nhỉ? Em đưa 7 triệu. 7 triệu đúng không? Hôm nay còn thiếu 76, 13. Anh có tài khoản đấy gì? Ok, em chuyển cho nhé. Xong rồi anh xem là hôm nào bố trí bắn cho cái bà nốt cái tay thấy có một bên. Thực ra bên kia thì không biết là bám ở đâu nữa cơ, nhưng mà bắn thì bắn cái đường thôi, nhưng mà bắn gá thế thôi để cho bà bám này. Cái chỗ này đó, nó bảo vì cái chỗ là vách đấy, không bắn được vách nó xấu. Không, cái cầu thang đấy thì không tồn tại được rồi. Ra bắn vào đấy cũng chả giải quyết gì cả, đúng không? Cái cầu thang đấy không tồn tại. Ừ. Bây giờ cái cầu thang đấy bây giờ chỉ có làm cầu thang khác bằng xi hoặc là bằng sắt hẳn thì nó mới tồn tại được chứ còn. Ừ. Cầu thang vô đây mấy hôm nữa gọi mọt nước mà nước mưa vào dưới chân đó, rớt vào chân kia kiểu chịu mọt nước. Mọt thì mọt chắc cũng phải được vài năm. Cầu thang đấy nhìn vẫn còn chắc mà. Nhìn thấy rồi, cầu thang này không thua. Mọt bắn bắn thử mấy con ốc vào đấy là biết. Mềm lắm. Nhưng hôm nào dỗi qua bắn cho bà một cái tay giống tay bên này sang bên kia ấy. Được. Cho nó cả hai bên đi thì là xong tất. Người ta dùng được rồi, mấy năm rồi người ta cho mà. Nói chung là được, hình thức là cũng được, đẹp chắc chắn. Thì anh cho em tài khoản em chuyển luôn nhá. Chuyển luôn cho, rất là cảm ơn anh nhá. Anh đã làm mấy ngày nhỉ? Ba ngày thẳng cẳng ấy. Hơn 3 ngày. Cái cửa kia bảo bà cẩn thận thì gió giật có sợ vỡ không đấy? Bà dặn bà rồi mà. Cái là bà là thôi già cả rồi thì mở đấy cánh một thôi, có khách thì mới mở hết. Chứ bây giờ mà mở hết là không, mở ra thì phải đóng vào chứ mở ra mà đi vắng thế kia là nó gió nó đập cho. Không đập được. Vỡ cái kia. Tại vì nó còn nhôm nữa mà nhôm đấy bắn keo rồi không để vỡ. Không vỡ được đâu gì. Đảm bảo cho bọn em mà, cho bà chứ. Yeah. Dặn bà mà cái gì tốt thì phải dặn bà thôi chứ có phải là làm xong vứt đấy đâu mà. Ví dụ như kiểu đi làm chỗ khác thì thôi không nói làm gì. Có người nọ người kia nhưng bà một mình thì phải dặn bà thôi. Chung là bà ba là yên tâm rồi, nói chung là mưa gió bây giờ không sợ rồi, rất là yên tâm ấy. Đấy thì ông anh bắn tôn ở đây thì em cũng hỏi luôn là hôm trước thằng Sơn nó cũng đặt mái với ấy nhà anh Thiên cho chỗ anh làm đúng không? Đúng. Vâng. Thế là cái mái tôn đây là bọn anh là tính như nào? Anh tính công suất 240.000 mét. 240.000 mét. Tôn hãng gì? Hoa Sen à? Cái gì nhờ nhà là cái lòng nhà của em của anh Thiên là tầm 60 m2 thì nó rơi vào mái thì nó rơi khoảng bao nhiêu? Mái thì chắc phải rơi vào tầm khoảng 10, cái dựng rơi khoảng 70, em có tính là 70 m2 lên mái đi, 70 m2 lên mái thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 16 triệu, gần 17 triệu. 17 triệu khoảng đấy đúng không? Mình đang dự tính thôi. Và anh cũng dự tính thế thôi. Vâng. Còn cái cửa chính này, hai cái cửa sổ và một cái cửa bếp. Cửa chính, cái cửa sổ, đấy, một cái cửa bếp, cửa lách. Nhưng mà bắn tôn như kiểu của bà ấy nhá, thì bắn nhôm kính chứ. Cửa sổ nhôm kính mà. Cửa sổ thì nhôm kính nhưng cái cửa hậu ấy. À, cửa hậu vẫn cần tôn thôi. Ừ. Đúng rồi, cần tôn thì, thôi. Thì cũng phải tầm đấy thì cũng phải. Cửa chính là anh định tính làm cửa xếp á? Ừ. Cửa xếp với cửa sắt đấy đúng không? Ừ. Sắt bọn anh lấy là bao tiền một đấy? Cửa xếp mà cái cửa mà như là kéo ra kéo vào cái gì? Kéo vào, hai bên nó xếp vào đấy. Rồi. Thì nó đã cái cửa, nếu mà cửa bình thường thì nó cũng phải rơi vào tầm
5 triệu rồi. Gần 5 triệu trong khoảng đấy. Anh bây giờ nguyên cái cửa đấy á? Nguyên hôm nọ anh vừa lắp bộ cửa nhà cho họ rộng 4 mét. 4 mét cao 2 mét 2 mét 1 hay 2 mét 2. Ừ. Đó, cũng 5 triệu. Thế là để khi mà xong thì gần xong thì mình tính toán sau cũng được. Cái lúc mà nó lên khuôn rồi ấy thì mình tính toán sau. Nếu mà đắt quá thì mình làm cửa nhôm được. Gần đường này làm nhôm kính được mà. Mình đang tính là bây giờ chưa có số đo chính xác thì anh cứ tính khoảng như thế thôi, chứ còn bây giờ phải vào số đo chính xác được. Đúng rồi, đúng rồi. Làm thì mới tính được ra cái giá tiền. Rồi ok. Chứ là cứ được khoảng 20 sơ sơ phải 21 hay 22 triệu gì đấy. 21 hay 22 triệu khoảng đấy. Rồi ok, cảm ơn anh nhá. Anh cứ đấy tính toán cái chỗ anh đã nhận rồi thì cố gắng là xong là xong nhà thì anh bắn hỏi em với nhá. Không đi xong rồi bắn mái thì nhanh thôi mà nhỉ. Nhoằng 2 ngày xong. Ok, tiền thì xong rồi nhá. Cảm ơn anh nhá. Đấy, tới đây thì tiếp tục là công trình của A Thiên nữa cho nó ngon nghẻ nữa là. Ok, vậy là cháu về đây. Các cô bác chú nghỉ nhá. Bà ơi, nghỉ nhá. Bà chịu khó ăn rồi nhá. Có nhà mới rồi làm thêm tập nữa. Chưa lấy chồng nữa đấy nhỉ. Cháu về bà nhá. Vâng. Sang năm bà lấy chồng nhá. Thôi cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe bà nhá. Con về đây. Rồi. Dạ. Cảm ơn đây, cảm ơn cái người giúp. À, cảm ơn cháu à? Vâng, cháu thì không cần cảm ơn đâu, cảm ơn cái người mà giúp bà ấy là chú Hoàng ở bên Canada đã giúp bà cái vách ấy. 13 triệu đấy. Rồi, bây giờ cháu về nhá. Vâng. Úi dồi ôi, bà dép thời trang thế. Cháu về nhá.